Riêng có nhóm không, mình mọi người lưu ý nhé, mình không có, mình không sử dụng Telegram này, mình không có group VIP, mình không có thu phí, mình không rủ rê ai đầu tư gì cả. Nếu như mà có một ai đó bảo là mạo danh mình hay là có mình ở trong làm dự án đầu tư này nọ ABCZ thì chắc chắn đó là lừa đảo đấy. Anh nghĩ sao về trường đại học, đại học dạy về crypto tốt thôi. Anh nhận định sao về Bitcoin sắp tới thì mình nói rồi đấy. Theo quan điểm cá nhân của mình thì Bitcoin sẽ lên được vùng 31 đến 32 ngàn. Lý do tại sao lên được vùng 31 32 ngàn đó là từ cái vùng 15 ngàn mà lên 31 32 ngàn đó là x2 rồi. Và khi x2 thì nó sẽ có điều chỉnh. Muốn được như anh thì bắt đầu từ đâu bây giờ? Để anh nói về cái quá trình mà anh bắt đầu đầu tư cả. Anh bắt đầu đầu tư từ 2017. 2017 lúc Bitcoin còn 1 đến 2 nghìn đô là anh bắt đầu đầu tư. Thì đúng vào cái lúc uptrend thì anh cũng kiếm được khá khá. Sau 2018 là anh mất hết toàn bộ, anh không còn một cái gì trong tay cả. Sau này đến 2019 không còn cái gì trong tay nhá. Sau đó bắt đầu lại làm lại từ đầu, làm lại từ đầu bằng việc là được một người anh giúp là cho tặng đâu 20 ngàn thì bắt đầu làm lại. Và đến cuối 2019, cũng phải giữa 2019 là bắt đầu lại kiếm được 400-500 ngàn. Lại có một cú sập. Cái cú sập đó là Bitcoin từ 9 ngàn. Bitcoin từ 9 ngàn về bao nhiêu? Về 3 ngàn. Về 3 ngàn 4, gần 4 ngàn. Lại mất hết. Lại bắt đầu làm lại. Lại đến 2022 lại mất hết. Lại bắt đầu làm lại đến bây giờ. Trong vòng 7 năm trời. Nói chung lên voi xuống chó gì đủ, đầy đủ cả. 7 năm thôi, cũng không có gì. Nếu như mà em muốn được như anh thì cố gắng đi, kiên trì tầm 7 năm. Còn ARB, Arbitrum tiềm năng hay không? Bạn đừng, nếu như mà bạn đặt câu hỏi cho mình ARB có tiềm năng hay không là bạn đã đặt câu hỏi sai rồi. Bạn phải đặt câu hỏi cho mình là ARB liệu sắp tới có thể sinh ra lợi nhuận nếu như mình đầu tư hay không? Đúng không? Tiềm năng nhưng mà nó không sinh ra lợi nhuận thì để làm cái gì đâu. Có rất là nhiều đồng coin tốt, cực kỳ tốt nha, nhưng mà chúng ta mua vào lỗ, đầu tư lỗ thì để làm cái gì? Đầu tư mục đích là để kiếm lợi nhuận. Thì bây giờ nếu như mà bạn hỏi mình Arbitrum sắp, nếu như mà đầu tư bây giờ thì có lợi nhuận hay không, thì mình trả lời là không. Tại còn tiềm năng thì nó rất là tiềm năng. Tại sao nó không có lợi nhuận? Hiện tại vốn hóa của nó đến tận 2 tỷ đô, hơn 2 tỷ đô rồi. Và hiện tại bây giờ thị trường đang downtrend. Nếu như mà bạn mua ở cái thời điểm này, nó mà x2 một phát nữa thì đồng nghĩa với việc thì nó sẽ cần một số tiền tương tự. Mình tính cái này là theo công thức thôi nhá. Còn nếu như muốn tính kỹ thì tính xem là độ mắc kín mắc cơ cầm bao nhiêu, dự án cầm bao nhiêu thì chúng ta mới nhân lên được. Nhưng mà theo công thức thì vốn hóa 2 tỷ đô, bây giờ phải cần thêm 2 tỷ đô nữa thì nó mới được x2. Ở cái thời điểm thị trường xấu như thế này mà đầu tư một cái dự án như thế thì khả năng thua lỗ của nó rất là lớn. Nói chung để bỏ 2 tỷ vào mà x2 một dự án thì rất là khoai, rất là khó nhá. Cho nên là nếu như mà bạn hỏi đầu tư Arbitrum sắp ở hiện thời điểm hiện tại có sinh được lợi nhuận hay không, mình ngắn hạn thì mình rất là khó nói, nhưng mà về lâu lâu một tí, về dài hạn thì mình nghĩ là không. Và mình nghĩ là có thể ngắn hạn thì nó sẽ tăng được khoảng tầm 1.000-2.000 cái đấy, lên khoảng tầm 1.9 đến 2.1. Sau đó mình nghĩ sẽ là điều chỉnh sâu luôn, điều chỉnh khoảng tầm chắc là về 0.4 đến 0.5. Mình nghĩ như vậy, đó là quan điểm cá nhân của mình. Còn nếu như là bạn hỏi tiềm năng thì mình sẽ nói là rất là tiềm năng, còn sinh lợi nhuận thì đấy, mình trả lời rồi. Nói chung đừng, có rất là nhiều đồng coin tiềm năng lắm, không phải là mỗi Arbitrum đâu. ED thì hôm trước mình nói rồi, ED lúc đó 0.7 đúng không? ED 0.7 thì mình nói là nó có thể lên được vốn hóa là tầm hôm kia. 0.7 thì rất là phân tích là nó có thể lên được khoảng tầm vốn hóa có thể lên được tầm 300 triệu đô ngắn hạn. Đó là quan điểm cá nhân của mình. ADA thì sao? ADA là nếu như mà muốn xem ADA ấy là phải để ý đến Bitcoin. Và Bitcoin bây giờ cũng đến 31 đến 32 ngàn là cũng sắp gặp cản rồi, thì nó sẽ là điều chỉnh. Cho nên là nếu như mà bây giờ muốn mua ADA thì không nên đợi Bitcoin nó điều chỉnh ấy, để lên 31 32 ngàn. Theo quan điểm cá nhân của mình thôi nhá, nó có thể sai, tại vì biết đâu nó tăng luôn thì sao. Nhưng mà ở cái thời điểm này nó hơi nhạy cảm, cho nên là mình nghĩ là không nên mua ADA ở cái thời điểm này. Còn bạn nào đang hold mua được giá tốt thì cứ hold thôi. Hello, chào 3.000 anh em. Anh em đừng có hỏi mấy con mà ví dụ như là mấy con mà hồi hôm trước đó, bây giờ Ryan mà nói lên like này sẽ có rất là nhiều anh em re-up lại.
Cái gì up đó thì anh em biết là rất là nặng thuyền, cực kỳ nặng thuyền luôn. Các bạn hỏi kinh nghiệm đi, đừng có hỏi con này con kia nữa. Hỏi kinh nghiệm thì lần chia sẻ nó dễ. Lần phân tích về xui đi, ok. Để mình phân tích xui cái kèo sắp tới để cho mọi người có thể mà mọi người có thể mà chuẩn bị nhá. Xui ấy, thì sắp tới xui sẽ bán IDO đúng không? Bán IDO trên 3 nền tảng, đó là OKEx, KuCoin với thằng gì nhỉ? OKEx, KuCoin với gì mọi người? Quên mất rồi, Gate à? OKEx, KuCoin với lại Huobi hay là Gate? Nhưng mà bán ở 3 cái nền tảng đó thì cái quy trình nó sẽ là như thế này nhá. Quy trình của báo, quy trình của nó như thế này này. Listing lên sàn, ấy bán IDO, xong rồi lên sàn là băm một chút. Xong rồi anh em mà mua được IDO ấy thì sẽ xả. Nó sẽ xả nhá. Xả xong rồi điều chỉnh. Điều chỉnh, và khi mà điều chỉnh rồi ấy thì sẽ bắt đầu tăng lại. Nó giống như là ED thôi. Cái quy trình của nó sẽ tương tự giống như là ED. Nếu mà anh em muốn trade lướt thì có thể xem lại cái chart của con ED á để mà trade con xui này nhá. Không có gì khó đâu, cực kỳ đơn giản luôn. Nếu như mà muốn kiếm lợi nhuận ấy, xem cái chart của con ED thì con xui này nó sẽ đi tương tự giống như là con ED. Để ý mà chơi. Ok. Chẳng khác gì. Còn nếu như mà trong trường hợp nếu như mà nó đi khác, nó lên mà nó băm luôn, nếu mà nó băm luôn ấy thì bỏ đi, đừng có nhảy vào. Còn khi nào nó sập điều chỉnh giá tốt thì mua, không thì thôi. Nếu như mà muốn check đội market maker nào đang làm giá thì hãy check ví. ETH thì có thể check trên ERC scan, còn BSC thì check trên BSC scan. Rồi phân tích FTX đi. FTX mình sẽ biết phân tích như thế nào. Mình đang kẹt một số tiền khá ở trên đấy. Mình đang đợi hiện tại thì FTX đang trả tiền cho bên EU rồi, đang trả tiền ở bên Mỹ xong rồi, phải đang trả tiền bên châu Âu ấy. Xong châu Âu thì sẽ đến châu Á, Đông Nam Á. Hy vọng là đến lúc trả cho anh em mình thì còn tiền. Khổ lắm rồi. Mình đang bị kẹt 400.000 ở trên FTX ấy. Đợt này Ryan vào hàng chưa? Không thấy Ryan cập nhật chỉ trên Twitter. Ryan vẫn ở ngoài. 80% của Ryan là hiện tại là đang nằm stablecoin, đang nằm USDT. Còn 10% là Ryan lướt qua lướt lại, lướt vui thôi, lướt để kiếm lợi nhuận, sống qua ngày, sau phục vụ cuộc sống này nọ ấy. Chứ còn hiện tại mình cũng chưa vào hàng cái gì cả. Cái sóng từ 15.000 lên đến 30.000 là Ryan lỡ thuyền, mình không kiếm được lợi nhuận từ cái sóng đấy. Mà thật ra thì mình lỡ sóng đó là kiểu kinh nghiệm của mình còn non ấy, mình lỡ sóng đó là do mình không ăn được thôi. Nhưng mà cũng không cần thiết ở đây. Có nghĩa là ý của Ryan muốn nói là không cần thiết là sóng nào các bạn cũng phải ăn từ đầu đến ngọn. Một năm các bạn chỉ cần chơi khoảng tầm 4-5 kèo thôi, 4-5 kèo mà mỗi kèo x3 x4, nói chung đợi cơ hội để mỗi kèo mà cứ x5 x3 x4 thế là quá đủ rồi. Không cần phải chơi nhiều, không phải là sóng nào cũng ăn từ đầu đến ngọn. Mà nói thật nhá, sóng nào cũng ăn được thì là thánh rồi. Anh Ryan đợt này làm giảng viên cho crypto không? Mình không bạn nhá. Mình mà làm giảng viên thì dạy hư học sinh hết. Mình mà làm giảng viên thì học sinh có một loạn. Không có trường nào dám thuê mình về đâu. Vẫn áp dụng tip Bitcoin sập 30% mua được chứ. Ok, tip đó ok nhá. Thấy có cái Twitter gì đây. Elon Musk vẽ số 30 rồi tới 40. Có khi nào Bitcoin chạy tới 40 trong sự nghi ngờ của mọi người không? Cũng có thể. Sao mà biết được. Cái đó nói chung là nó giống như là dự đoán thôi. Dự đoán 50-50 xác suất. Mỗi người sẽ có một cái phương án khác nhau. Anh em cứ bảo Ryan phân tích Ethereum Pool đi. Thôi con đó nó khổ lắm rồi. Tha cho nó đi. Đừng có để mình phân tích nữa. Mình muốn phân tích nữa là ngày mai lại nặng thuyền nữa. Đừng ôm bom nhau nữa. Ryan làm giảng viên, các em học sinh đẻ hết. Cái ông này nói với chả năng. Nhìn mặt mình có giống đẻ không? Mặt đàng hoàng. Không bao giờ làm những cái việc bậy bạ. Không bao giờ vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Con thầy vừa bạn gái cơ quan. Chả hiểu sao. Tâm lý thì sao anh? Tâm lý á? Tâm lý thì đòi hỏi cá nhân của mỗi nhà đầu tư phải tự rèn luyện. Nó sẽ được rèn luyện theo những năm tháng mà em đầu tư crypto ấy nhá. Chứ còn bây giờ mà tâm lý không ấy được đâu, không ai giúp ai được đâu.
Nếu như mà kiến thức tốt thì có nghĩa là tâm lý vững, kiểu như mà mình có cái dựa vào đấy để mình gồng ấy. Anh vẫn chưa hướng dẫn về cái tokenomics, đúng rồi, anh vẫn chưa hướng dẫn, lười quá. Nếu như mà mọi người muốn xem những cái dự án gọi vốn ở đâu ấy thì có thể follow cái channel của HC Capital nhá. Mỗi tháng hay là mỗi tuần gì HC Capital sẽ update lên cái channel Telegram ấy, những dự án nào gọi vốn được bao nhiêu, ok. Không cần phải xem ở trong web nào cả, HC sẽ tổng hợp cho mọi người luôn. Rian có bao giờ xuống Hồ Tràm đánh casino không? Bạn ơi, tiền đâu mà xuống đánh Hồ Tràm casino chơi các thứ hả bạn? Mà nói thật bây giờ dù có xuống Hồ Tràm chơi đi chăng nữa thì mình cũng thật nhá, dù đi chơi vui thôi chứ còn xuống đó mà để mà đánh tiền thì làm gì có cảm giác, đúng không? Làm gì, đối với Rian thì chơi mấy cái đó làm gì có cảm giác nữa. Nhưng mà mình ít khi chơi, mình ít khi all in vào những cái gì mà mình không hiểu rõ lắm. Nếu như mà đánh thì mình mở cái, nếu như mà chơi thì mình Rian mở cái app của Bayern lên làm một lệnh gồng cho sướng hơn, cảm giác nó phê. Chơi gì ba cái casino vớ vẩn vớ vẩn. Anh em hỏi con Blue nhiều nhở, con hàng NFT có cách nào kiếm tiền từ crypto với những người không có vốn không anh? Có nhá, em có thể làm các airdrop. Em có thể làm airdrop đợt gần đây nhất thì em có thể tìm hiểu về airdrop nhá. Nhưng mà cũng cần một chút tiền, không cần nhiều tiền nhưng mà cần một chút tiền để em có thể trải nghiệm cái sản phẩm của họ. Đại loại là em sẽ trải nghiệm đi trải nghiệm sản phẩm của các dự án ấy, và sau đó các dự án đó sẽ airdrop token cho em. Em bấm từ khóa là cách làm airdrop này nọ, cách làm airdrop trên Google ấy, thì tìm hiểu nhá, để tìm hiểu nhá. Có nhiều cách lắm, không cần tiền, không cần nhiều tiền nhưng mà phải cần một ít tiền. Ryan vẫn chưa set up được buổi share trade bằng volume, Ryan set up sớm cho các bạn. Ok bạn nhá, mình sẽ cố gắng. Thật ra thì tính lên đây nói chuyện chém gió với anh em cho vui, tâm sự các kiểu mà anh em hỏi ác quá. Anh em hỏi thành buổi chia sẻ kinh nghiệm luôn. Tới đây tính tâm sự mà anh em hỏi thành buổi chia sẻ kinh nghiệm luôn. Kinh nghiệm đánh future, mọi người muốn chia sẻ cái gì, kinh nghiệm đánh future để làm gì? Mình có một lời khuyên cho anh em nào mà cho mọi người nào mà đang có một lời khuyên dành cho anh em, những anh em chưa chơi future là không biết gì future ấy. Một lời khuyên chân thành dành cho các bạn, đó là đừng có dính vào future nhá. Một lời khuyên chân thành, nhớ câu nói của mình. Anh em nào chưa chơi thì đừng có dính vào future. Còn anh em nào đã chơi rồi và đang chơi thì chỉ một câu thôi: bỏ đi mà làm người. Bỏ đi nhá, không khá đâu. Chơi future mấy thằng mà hay sau lệnh đến future chỉ có cái nhịp thôi. Rồi live với anh Aiden là vô địch luôn. Mình không quen bạn anh Aiden bạn ạ. Nếu như mà anh Aiden thích, mình không quen bạn anh Aiden. Nếu như mà mình quen thì mình đã mời rồi. Mời lên anh em phân tích chơi, trả lời câu hỏi của mọi người vui. Mình năm nay 27 tuổi, mới vào crypto, cảm thấy tâm lý yếu quá, làm sao để vô cảm, để vào lệnh vậy? Tâm lý của bạn nó phải được rèn luyện theo thời gian bạn nhé. Và bạn muốn tâm lý của bạn vững ấy thì là bạn phải có kinh nghiệm. Mình nói thôi, mình nói đơn giản, mình ví dụ nhá. Nếu như mà bạn biết phân tích dự án thì bạn sẽ biết được lý do, thì bạn sẽ biết được lý do tại sao nó tăng, thì lúc đó tâm lý gọng lệnh của bạn nó tốt. Chứ còn nếu như mà bạn đầu tư vào một cái dự án mà bạn không biết gì ấy, thì nó giảm hay xuống ấy, thì bạn sẽ bị hoảng loạn. Thành ra tâm lý của bạn sẽ bị hoảng loạn, tâm lý của bạn sẽ bị hoảng loạn ấy. Bạn sẽ bán non, bạn sẽ chốt lỗ, kiểu như thế. Cho nên là khi mà bạn muốn tâm lý của bạn tốt, cái thứ nhất là bạn phải có kiến thức. Và kiến thức thôi chưa đủ nhá, và nó phải rèn luyện theo thời gian nữa. Đúng rồi, mất nhiều tiền, phải có kinh nghiệm, từ từ. Chứ còn bây giờ muốn vào một phát là giỏi liền thì không ấy được đâu, không khá được đâu. Ryan cho mình hỏi cách xác định target của một dự án, tính theo target, tính theo các vốn hóa. Mình Ryan nói lấy ví dụ nhá, Ryan lấy ví dụ nhá. Nếu như mà mình đầu tư vào dự án của coin nền tảng thì mình sẽ tính vốn hóa theo nền tảng. Bây giờ Ryan lấy ví dụ đi nhá, Ryan lấy ví dụ để cho các bạn có thể hình dung được một dự án. Sau đó các bạn sau này nếu như các bạn phân tích thì các bạn có thể dựa vào cái ví dụ này để mà đi phân tích các dự án khác. Mình lấy ví dụ giống như là bây giờ có cái con đồng đang hot nhất hiện tại bây giờ là đang là Arbitrum, đúng không? Arbitrum vốn hóa của nó đang là 2,1 tỷ đô. Ok,
Bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua các đồng layer 2 khác. Qua Optivision là cũng 1 tỷ đô. Và qua đối thủ của Arbitrum rất là lớn, đó là Aptos, thì hiện tại vốn hóa của nó cũng đang 2 tỷ đô. Ok, khi mà nhìn vào mấy cái đồng layer 2 đó, chúng ta thấy vốn hóa con nào cũng sam sam nhau hết rồi, đúng không? Thì có nghĩa nó đã bảo hòa rồi. Và target, ví dụ nếu như mà có một cái đồng layer 2 sắp tới đây này, Sui này, nó mà listing lên sàn, ví dụ mà vốn hóa của nó chỉ có 200 đến 300 triệu đô thôi, thì nếu như mà nó có tăng ấy, thì target của chúng ta là sao? Target của chúng ta sẽ từ 1 tỷ đến 2 tỷ đô sam sam với lại những cái đồng mà layer 2 đang hot ở trên cái thị trường này. Và nó có thể giảm vốn hóa đến một tí. Ví dụ Aptos nó là một dự án tốt, đúng không? Nhưng mà vốn hóa của nó 2 tỷ đô, nhưng mà Sui dự án rất là bình thường, gọi vốn thấp, thì chúng ta target của nó là tầm 1 tỷ rưỡi đô. Nói chung giảm so với cái đồng chính, đồng xịn một tí. Bạn hiểu vấn đề không? Nói chung đại loại là nó là như thế. Tương tự đó là đồng đó là cách để phân tích vốn hóa của layer 2 nhá. Về cái NFT nó lại khác nữa. NFT thì chúng ta phải so sánh tất cả các đồng NFT lớn ở trong thị trường. Ok? Tương tự mấy đồng shitcoin, đồng đại loại ABCK kiểu thế. Sui layer 1, mình lấy ví dụ để cho các bạn có thể hiểu hơn thôi. Đại loại nếu như mà muốn tính vốn hóa thì có thể dùng cách đấy. Nếu như mà anh mất hết một lần nữa thì anh sẽ bắt đầu lại như thế nào? Hoặc khó nhỉ? Nếu như mà mất hết một lần nữa thì anh sẽ vẫn thế thôi. Anh sẽ vẫn đợi cơ hội. Vẫn cứ tiếp tục làm lại từ những thứ nhỏ nhất, sau làm từ từ lên. Nhưng mà anh hy vọng sẽ không có ngày đó. Đừng ác với anh như thế, đã quá nhiều lần rồi. Đó, trái tim này đã quá khổ rồi, anh không muốn quay lại. Đây là kênh thật của anh Ryan, kênh này kênh fake bạn ạ. Cái like này là được chiếu lại đấy, mọi người cẩn thận. Cái like này là được phát lại. Cái này không phải kênh thật của Ryan đâu. Đấy, người như Ryan sẽ không nghèo được đâu. Tại sao hả? Tại sao người như Ryan không nghèo được? Tại sao nhỉ? Ở trong cái thị trường này không thể. Thật ra thì mình đã mất 1, 2 lần, 3, 4 lần thì cũng có thể là mình sẽ mất thêm vài lần nữa. Nhưng mà nói sao nhỉ? Ryan thấy nói chung ở trong cái thị trường này thì rất khó để nói trước tương lai. Tương lai là một cái gì đó rất là khó nói. Mọi người có biết lý do tại sao mà mình lên rất là nhanh không? Mình xuống nhanh nhưng mà mình lên nhanh. Kinh nghiệm này, kiến thức này, bản năng này, trải nghiệm này. Nói chung có một yếu tố mà của Ryan mà người khác không có, nhưng mà không biết yếu tố này là yếu tố tốt hay là yếu tố xấu. Mọi người nghĩ cái yếu tố liều mạng, cái yếu tố liều mạng ở đây là tốt hay xấu hả mọi người? Mọi người nghĩ, nói chung ra rất là liều. Mình mất được, mình lấy lại được, mình làm lại được. Chính vì mình liều cho nên mình mới lấy lại và mình mới đứng dậy được sau nhiều lần như thế. Thì mọi người nghĩ là cái liều đấy thì là tốt hay là xấu? Có nhiều người chửi mình rất là xấu. Mẹ giống như là mẹ mình đi chẳng hạn. Mẹ mình nói rất là nhiều rồi, con ơi thế này thế nọ thế kia. À, để mình kể cho mọi người một cái kỷ niệm về mình nhá. Để mình kể cho mọi người một cái kỷ niệm về mình mà bây giờ mình nhớ mãi nhá. Hồi 2017-2018 mình có yêu một bạn nhá. Mình yêu một bạn nữ. Bạn ấy, nói chung bạn ấy rất là tốt nhá, cực kỳ tốt tính, lo cho mình kiểu rất là lo lắng cho mình. Nhưng mà có một vấn đề là bạn ấy rất lo cho mình, cho nên là mỗi lần mà mình kiếm được tiền ấy, hay là mình làm được cái gì ấy, nói chung đợt đó tài khoản của mình ít lắm. Đợt đó mình mới sập xong mà. 2017 giữa 2017 thì là bạn ấy rất là lo cho mình, cho nên là mỗi lần mà mình kiếm được một ít tiền ấy, thì bạn ấy bảo là anh ơi anh rút ra đi. Anh không nên liều như thế làm gì, hay là anh không nên đầu tư nhiều, làm từ từ thôi, có được bao nhiêu thì rút ra đi. Kiểu bạn ấy lo lắng ấy, bạn ấy cũng khá giống mẹ mình, cũng hay như thế. Các bạn biết kết quả là sao không? Các bạn biết kết quả là như thế nào không? Kết quả là mấy bữa sau mình với bạn ấy chia tay luôn. Đừng ai người đi. Thật sự là bạn ấy cực kỳ tốt, nhưng mà nếu như mà
nếu như mà mình làm theo bạn ấy thì chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay rồi. Tính của mình không ấy được. Tại sao chia tay á? Chị An hả anh? An nào hả trời? Các bạn đừng có đồn linh ta linh tinh nhá. Đồn mình yêu mấy con bé nào kiểu kiểu gì ấy. Mình biết mấy con bé đó là con bé nào đâu mà cứ đồn mình yêu con bé này, yêu con bé kia mang tiếng chết. Chả được miếng gì, có tiếng mà không có miếng. Diệp, đúng rồi. Bạn Diệp nhá, nếu mà các bạn biết thì đó là bạn Diệp, ngày xưa mình yêu bạn Diệp. Bạn ấy cực kỳ tốt nhưng mà chia tay bạn ấy mình phát lên một phát. Anh bạn của Quang Linh đúng không? Quang Linh là em của mình. Quang Linh là em nhá. Nói chung là tùy duyên thôi, nhưng mà yêu đương bao nhiêu vấn đề yêu tùy duyên thôi, chẳng biết được như thế nào. Nhưng mà đấy là mình chia sẻ về một cái kỷ niệm về cái tính cách liều của mình ấy. Các bạn hiểu vấn đề không? Nói chung mình bác Đặng là Lê Nguyên Vũ có nói rồi. Nếu như mà các ông, anh em, các em nha, các mọi người, các anh em ở đấy muốn làm việc lớn ấy, tốt nhất đừng cưới vợ. Hoặc là muốn làm việc lớn ấy, tốt nhất là đừng cưới vợ. Nếu mà có cưới thì chọn người phụ nữ cho đúng. Chứ còn không bị bị ấy lắm, bị kèm hay là bị ấy các thứ lắm. Thật ra thì muốn tốt cho mình thôi, nhưng mà để mà làm những điều mà để mà ngồi ở vị trí thì Sơn Tùng có nói, để ngồi được cái vị trí không ai ngồi được thì phải làm những điều không ai làm, đúng không? Sơn Tùng bảo như thế. Đúng mà. Còn suốt ngày sợ chết thì suốt ngày sợ thế này thế kia thì làm sao mà ấy được. Nhưng mà các bạn muốn như thế thì các bạn phải có kiến thức, các bạn phải giỏi nhá, các bạn phải là người kinh nghiệm ở trong ngành lâu năm. Chứ còn các bạn mà kiểu tay mơ mà vào không nghe lời vợ khuyên xong rồi all in hết thì đúng còn cái nịt thật đấy. Lúc đó không ai cứu được đâu. Nói chung all in nhưng mà all in phải có cơ sở. À thôi đừng all in chết đấy, còn cái nịt đấy. À, nghĩ lại ngày xưa buồn cười phải đái. Diệp ơi Diệp tiếc chưa, mình nói thật với các bạn, bạn Diệp bạn ấy bây giờ đang ở Ben House. Nói chung bạn ấy cũng giỏi, bạn ấy con gái nhưng bạn ấy giỏi lắm. Chuyện cũ thôi mọi người ạ, đừng có nhắc lại nữa. Đau ở chỗ này, mọi người đừng có nhắc lại chuyện cũ mà đau. Tối nay mình lại trùm chăn lại mình khóc, mình không ngủ được. Rèn chỉ cách hâu cho người chưa biết gì đi á. À, nếu như mà chị chưa biết gì thì tốt nhất chị đừng hâu. Không hâu được đâu nhá. Muốn hâu đồng gì, muốn hâu cái gì hay là muốn làm gì trong cái thị trường này phải tìm hiểu, phải tìm hiểu rồi đã. Khi mà tìm hiểu mình có kiến thức rồi thì mình bắt đầu mới xuống tiền. Hoặc nếu như mà chị không biết gì ấy thì hãy bắt đầu bằng số vốn nhỏ nhất có thể thôi, chơi khoảng tầm vài chục đô đến 100-200 đô thôi nhá. Còn không là nếu như mà chị mà không biết gì mà chị hâu là em đảm bảo luôn là chị sẽ mất hết đấy. Nếu như trong trường hợp chị kiếm được tiền mà chị không mất hết nhá, thì chị có thể ăn được một kèo, chị có thể ăn được lần đầu tiên, nhưng mà lần thứ hai chị sẽ lại trả cho người ta. Tại sao lại trả cho người ta? Khi mà chị kiếm tiền như thế là chị kiếm tiền bằng may mắn, chị không có kiến thức, chị không có gì cả. Kiếm tiền ở may mắn thì tương tự giống như là người trúng vé số ấy. Người trúng vé số, đa số những người mà trúng vé số thì họ kiếm được 1-2 tỷ nhưng mà khoảng tầm vài năm sau, vài tháng sau thì đâu sẽ lại vào đấy. Cái nói chung kiếm tiền bằng may mắn nó không bền vững, nó không ok. Chỉ có kiếm tiền bằng tri thức, kiếm tiền bằng tri thức nhá. Kiếm tiền bằng tri thức thì đó mới là sự bền vững. Cho nên là nếu như mà chị hỏi em chỉ cách hâu coi cho những người mà không có kiến thức đi thì em không biết. Và em nghĩ là nếu như mà ai làm theo cách đó thì sớm muộn gì cũng sẽ mất hết cái số tiền mà họ đầu tư thôi. Đó là quan điểm cá nhân của em. Muốn hâu coi thì phải tìm hiểu, phải học. Đừng đầu tư vào những cái gì mà mình không hiểu ấy. Tại sao anh Ryan lại chọn thị trường crypto để đầu tư? Thị trường crypto là một cái thị trường cực kỳ mới. Khi mà thị trường mới nó bắt đầu từ 2009. 2009 đến 2023 là hơn chục năm. Thị trường mới đồng nghĩa với việc cơ hội nhiều và chưa có nhiều tay to nhảy vào trong. 2017 lúc anh tham gia thị trường chơi là toàn cái Việt Nam này chỉ có tầm là 50.000 đến 100.000 người chơi. 2017 Việt Nam có 80 triệu dân 2017 nhá, nhưng mà chỉ có 50.000 người đến 100.000 người. Đến 2022 theo thống kê nhá, toàn bộ tài khoản của Việt Nam được tạo ra tham gia crypto là tầm đâu 5 triệu tài khoản 2022.
dân số 100 triệu mà đến 2022 là 5 triệu tài khoản, chưa tính cheat hay là cái gì nữa. Thì em nghĩ một cái thị trường mới nhiều cơ hội như thế này, tại sao mình không tham gia? Nó có thể giúp anh thay đổi cái vị thế hiện tại của anh. Thế hệ cũ thì họ có thể có rất là nhiều cơ hội. Họ kiểu như là ngày xưa thì có thể làm start up, lập nghiệp, ví dụ như là ABCXYZ có rất là nhiều cơ hội. Hiện tại ở bên cái mảng truyền thống hay là bất động sản các thứ thì nó đều chững và đều có rất là nhiều tay to, họ ấy hết rồi, họ đứng vào hết rồi. Bây giờ mình mà ngóc đầu lên họ lại gõ cho sưng đầu. Còn trong cái thị trường này gì, cơ hội còn nhiều, thị trường mới nó có thể giúp anh một người không có bệ phóng và không cần bệ phóng. Ok, không cần bệ phóng ở sau lưng và anh chỉ cần dựa vào cái kiến thức và những cái kinh nghiệm mà anh tích lũy trong nhiều thời gian để anh có thể tự biến bản thân mình có thể tốt hơn mà không bị ảnh hưởng hay là không bị ai chi phối, kiểu như thế. Nói chung cơ hội nhiều, và lúc nó, anh nói thẳng luôn là nó có thể giúp anh đổi đời, cho nên là anh tham gia và anh đầu tư crypto. Anh kể lại các lệnh anh comeback với 100k đi. Em có thể vào Facebook Nguyễn Bá Vượng của anh ấy, sau này em kéo xuống cái bài mà anh khi mà anh mất hết vì Luna ấy, em có thể kéo xuống cái bài mà anh anh viết cái bài mà thông báo rời bỏ thị trường một thời gian ấy để kiểu lấy lại tinh thần các thứ ấy. Từ cái bài đấy là em kéo lên là anh có show lệnh và anh có show hết tất cả mọi thứ là anh làm như thế nào để anh có thể kiếm tiền và anh chơi như thế nào. Thì nếu như mà em muốn xem tất cả các lệnh đấy thì em có thể vào cái Facebook của anh để xem nhá. Kể lại đây mệt lắm, tốn calo lắm. Ryan ơi, kỳ này có nên tin tưởng vào sàn Bion không để rót thêm đầu tư không gì? Bion không vấn đề nhá, sàn Bion không vấn đề gì, nó là sàn top 1, không sao đâu. Tất cả tài sản của Ryan đang hiện tại, phần lớn tài sản của Ryan hiện tại đang nằm ở trên Bion ấy. Cá nhân mình cũng thế, thì Ryan nghĩ là chắc không sao. Hầu BNB, CTK, TKO đến mùa sau ok không Vượng? Ok anh chị nhá. Ok nhá. Capper ok không anh? Capper là một cái đồng coin rất là tiềm năng. Tại vì sao nó tiềm năng? Tại vì cái giá trị của nó hiện tại đang thấp so với mức mà nó định giá. Thật ra thì tại sao nó thấp? Tại vì bây giờ cái chain của nó chưa phát triển cái gì cả. Và khi nó phát triển mạnh rồi, bây giờ Ryan lấy ví dụ để cho mọi người có thể hiểu nhá. Capper, CSPR ấy, Capper ấy, hiện tại thì nó đang giống như là ADA hồi 2018-2019. Capper giống ADA hồi 2018-2019. Đại loại nó là như thế. Like từ nãy không để ý chán đời. Xin lỗi mọi người nhé, nếu như mà có một số anh em nào, có một số anh chị nào hay là các bạn nào mà hỏi mà Ryan không trả lời được ấy, là tại vì cái bảng chat này nó nhảy lên quá nhanh, quá nhiều câu hỏi, cho nên là Ryan không thể nào mà đọc kịp hay là không thể nào mà trả lời hết được. Cho nên là cứ mỗi lần nó nhảy như thế thì Ryan cố gắng làm sao mà đọc được một câu hỏi xong rồi trả lời lại mọi người thôi. Chứ còn mọi người nhìn đi, mọi người nhìn cái khung chat này đi, nó nhảy như thế này thì làm sao mà em Ryan trả lời mọi người được. Thế là nếu như mà em có không trả lời kịp câu hỏi của ai thì mọi người thông cảm nhá. Đấy, nó chat nhanh như thế này thì làm sao mà em trả lời được, nó cứ ấy như thế này. Nó thật, em đọc một câu còn không kịp hay nữa là đừng có nói trả lời từng câu. Theo Ryan thì một cái bánh mà có quá nhiều người biết đến thì nó có ngon, còn ngon không, giống như crypto. Nếu như mà bạn so sánh một cái bánh với là một nếu như mà bạn so sánh thị trường crypto với một cái bánh ấy thì bạn so sánh như thế nó không không chuẩn lắm. Bạn có thể so sánh một cái bánh với lại một cái bánh với lại Bitcoin thì nó có thể là đúng. Có ngon hay không thì nó có thể là đúng, khi mà nhiều người biết đến Bitcoin rồi ấy thì chắc chắn là nó sẽ không ngon. Nhưng mà bạn so sánh một cái bánh và một cái crypto ấy là chung quá. Crypto đâu phải là mỗi một đồng coin, nó có rất là nhiều đồng coin ở trong đó. Nếu như trong cái thị trường crypto này Bitcoin nó có rất là nhiều người biết đến rồi thì bạn có thể chơi những đồng coin ít người biết đến. Bạn hiểu vấn đề không? Không phải chỉ có mỗi Bitcoin. Tương tự thế như lúc nãy mình mới nói là crypto ở trong đó nó còn rất rất là nhiều cơ hội. Cái quan trọng là bạn có đủ khả năng để mà bạn có đủ khả năng và năng lực để bạn có thể mà tham gia thị trường này đầu tư và kiếm lợi nhuận hay không thôi nhá. Còn trong cái thị trường crypto này thế bạn là cực kỳ cơ hội, rất rất là nhiều người đổi đời. Ngược lại cũng có rất là nhiều anh em ra bụi, mà đa số những anh em đi bụi ấy là những anh em mà thích giàu nhanh, tham gia môn cờ bạc cao cấp ở đây là future margin. Ok,
Nếu như mà mình không trả lời hết được tất cả mọi người ấy, mình không trả lời được hết các câu hỏi của mọi người thì mọi người thông cảm nhé. Tại vì nó nhảy quá nhanh nên không thể nào mà bảng chat nó chạy nhanh như thế này thì làm sao mà Rần trả lời được. Mỗi lần muốn hỏi câu này là phải ấy lại, phải phải kéo lên lại. Mọi người thông cảm nhé. Ok, bây giờ sẽ đến cái phần giao lưu cùng anh em. Nhỏ. Giao lưu của em, mời vài anh em lên đây tâm phân tích xong rồi nói chuyện. Xong rồi chia sẻ về kiến thức các thứ. Mọi người đồng ý không? Trên này có cái vụ mà mời anh em này, rồi là mới like ở trên này, cho xem. Thì sẽ mình sẽ mời các bạn, mình sẽ mời em Phạm Chí. Em Phạm Chí là một thanh niên sinh năm 2003, còn rất là trẻ, kinh nghiệm cũng khá rất là bài bản, tham gia thị trường từ năm 2020 hay 19 gì đấy, nói chung cũng được. Lên đây thì em ấy kiến thức thì ổn, lên đây thì chia sẻ cho anh em. Rồi, anh nghe rõ chưa? Ok, anh nghe rõ rồi. Dạ, ok. Nhưng mà em 2K2 chứ không phải là 2K3 đâu nha. À, 2K2 à? Ok. Anh em thích hỏi cái gì thì mình chia sẻ luôn, chia sẻ kinh nghiệm thôi. Em thì tham gia thị trường từ 2019. Chí tham gia thị trường từ 2019. Còn 2002 đi. Sinh năm 2002. Mình có đọc mấy bài phân tích của Chí thì kiến thức cũng khá vững. Được. Trong tương lai nếu mà tham gia thị trường thêm một thời gian thì chắc là sẽ là một nhân tố ích, một triệu phú trong tương lai gì đấy. Thôi chưa mong gì anh ạ. Thì anh em hỏi nhiều thì nếu không có gì thì em chia sẻ, ví dụ như là anh em sẽ phải hỏi là hold cái nào, hold coin gì, rồi hold dự án nào, rồi chọn thời điểm nào, thì mình có thể chia sẻ một số tip để mọi người có thể chọn lọc được những dự án có thể hold được trong ngắn hạn hoặc là long term, tùy tùy vào thời điểm ấy. Thì trước thì anh Ryan chia sẻ rồi, thì mình chia sẻ một một vài bước mèo nó nhỏ thôi nhưng mà nó hiệu quả. Thì đầu tiên là mọi người có thể là check check phần gói vốn ấy, check phần gói vốn là đầu tiên. Mà gói càng nhiều thì dự án càng nhiều tiền để mà có thể build nhiều thứ thì nó sẽ vé ra nhiều bánh vé thì kéo được dòng tiền vào thì đối mặt market maker á, là quan trọng nhất là giữ được đường giá và thu hút được nhiều người chơi. Và khi có nhiều người biết đến á, thì marketing cái gì quan trọng nhất là đường giá, thì khi mà có nhiều tiền rồi thì nó sẽ dễ dàng đẩy giá. Mà chú ý là gọi vốn là phải để ý những cái vòng gọi vốn gần nhất nha, gần nhất, và những cái quỹ mà mọi người để ý này là Binance Labs, rồi là A16Z, với là Zoom, là ba quỹ mà mình đánh giá cao nhất trong mùa này, trong mùa sau nha, trong mùa sau và hiện tại. Thì mọi người có thấy là những con mà ví dụ gần đây bay nha, boom nha, là ví dụ là đợt trước là có Atop này, Op là có A16Z này, Atop thì có Binance, Zoom này, Energy thì có Zoom Capital này, gần gần đây thì có những con token như là Mask hay là Wu á, thì có Binance đấy, kiểu như vậy. Thì hay là một vài em như là Wintermute ấy đấy, thì Wintermute nó làm chuyên về em thì nhiều hơn. Còn ở bước thứ hai á, là mọi người phải update Twitter nha, update trong kiểu như là dự án đang làm được cái gì ấy. Thì một cái thời điểm mà ví dụ như là mọi người hold á, thì mọi người có thể là giống kiểu như anh Ryan phân tích là có Copper, có CTK, có People, có nhiều ETHW, nhưng mà mọi người sẽ bị om vốn. Về về làm sao để mà không bị om vốn nhá, mình chia sẻ một cái kinh nghiệm này là mọi người phải cập nhật dự án thường xuyên. Ví dụ như là để mà nó mình tránh bị om vốn á, là mình phải xác định được là sắp tới nó sẽ vé ra cái gì để mà thu hút người chơi vào. Thì phải ví dụ như là con Energy á, sau khi nó gọi vốn xong là nó bắt đầu tổ chức hackathon, bắt đầu kéo nhiều dev vào, bắt đầu nhiều đi áp, bắt đầu build, thì bắt đầu nó đẩy giá lên, là gọi là có câu chuyện để đẩy giá, tức là market maker nó vé dự án nó vé ra rồi, market maker chỉ đẩy giá, nó hợp thức giá đường đường hóa đường giá là nó rất là hợp lý. Còn ví dụ như CTK vì sao còn nặng mong nha, mọi người để ý này, Twitter của nó là chỉ có mới 10.000 người theo dõi thôi, nhưng mà chủ yếu là anh em Việt Nam là tương tác nha. Em để ý rồi là nó chưa build được đi áp, là nó là send to chain, nó gọi vốn nhiều, nhưng mà ý là năng lực của dev của nó thì mình còn đánh giá lại, tức là đánh giá lại thì thời điểm hiện tại mà
ví dụ mọi người vào vào vào, vào CTK á thì phải đợi một thời gian lâu, rất là om vốn rất là dài, nên là cái thời điểm mà cái thời điểm timing rất là quan trọng khi mà mọi người vào một cái dự án nha. Ví dụ như đợt này những con pump á là nó có câu chuyện để pump. Thứ hai là mọi người chú ý là những dự án mới nha, những dự án cũ thì nó lượng cung trôi nổi bên ngoài á, là sàn với dự án khó kiểm soát nguồn cung thì nó khó đẩy hơn. Còn ví dụ những dự án mới như là ID, Arbitrum, một phát là 50% x2 là rất là nhanh, nên là mọi người cứ tập trung dự án mới mà chơi đấy. Kinh nghiệm là vậy, tức là nguồn cung ngoài thì dễ đẩy. Đó là tip, một vài tip đơn giản thôi, cứ tập trung dự án mới mà chơi. Ok. Nhiều anh chị hỏi Blue này. Blue thì mình phân tích luôn, ví dụ như Blue là có cái vòng private cuối cùng á là 0.2, ở đâu đó là market cap sẽ là 200 đô, nhưng mà cái tokenomics của bên con này tháng 6 bắt đầu xả thì nó xả rất là phát sau đó rất là cao. Nhưng mà mình có trò chuyện với một vài ông anh ấy thì tương lai để mà mua up tiếp theo nó phải có một câu chuyện để kéo người mới vào ấy. Mình nghĩ là câu chuyện của NFT5 thì nó giống như là DeFi của hồi 2020 2021 đấy, tức là ít người biết đến. Bây giờ NFT là bây giờ đang thiếu thanh khoản thì sau này nó có thể là nó sẽ là vẽ ra nhiều cái game, ví dụ như là đẩy đẩy giá NFT kinh khủng chẳng hạn, thì những cái sàn NFT bắt đầu là nó vẽ, nó lấy thanh khoản rồi nó tạo, tức là NFT thực chất là rác thôi, nói chung là kiểu nguồn cung bao nhiêu tạo ra cũng được hết á. Còn nhưng mà vấn đề á là mọi người phải hiểu các game money game, nên là đôi khi nhà cái nó cố gắng nó vẽ ra một cái game mới để mà kéo kéo người chơi vào ấy, thì có thể là NFT5. Thì bây giờ á mấy sàn NFT á thì nó dùng chiến lược là airdrop, là Blue là airdrop này, sau đó sẽ là OpenSea này, sau đó có những cái sàn khác như là Lux hay là X2 X2 chẳng hạn như vậy, thì nó dùng cái chiến lược là airdrop để mọi người FOMO vào sàn. Thì NFT vẫn là một cái cách chơi rất là khó, rất là thiếu thanh khoản, nên là anh em lưu ý mảng NFT nha. Đôi lúc là những thứ mà ít người biết thì là cơ hội đổi đời ấy đó, nhưng mà rủi ro cao. Còn Blur thì bây giờ nó chuẩn bị ED2, nên là bây giờ nó tích lũy đi ngang chuẩn bị boom. Nếu giả sử mà thị trường sắp tới mà chưa Bitcoin chưa sập chưa điều chỉnh nha, thì nó có thể boom lên một nhịp nữa đấy. Còn nếu mà nó điều chỉnh về thì mình cũng canh mình chờ thôi, mình không đánh giá cao cái tokenomics. Bây giờ nó chủ yếu là e để mà kéo người chơi vào thôi, airdrop ấy. Ok, xong rồi cũng có làm mấy cách cơ bản, với lại có một số tip để cho mọi người có thể ví dụ như không bị om vốn thì anh cũng khá hay. Có thể nếu như mà anh em nào có thời gian để update thường xuyên thì có thể theo dõi để mà như thế thì mình đỡ bị om vốn. Em có muốn hỏi gì nữa không? Anh em hỏi gì thì đáp đấy thôi anh. Tại sao năm nay lại bắt đầu hold coin? Thật ra nếu như mà năm nay bắt đầu hold coin thì chỉ hold Bitcoin thôi, và không hold altcoin, tại vì cái altcoin mình một cứ một cái chu kỳ mới thì nó sẽ cứ một chu kỳ mới thì nó sẽ có rất là nhiều đồng coin mới. Khi mà chúng ta hold những cái đồng coin mới, đồng nghĩa cái việc khi mà chúng ta hold nhiều đồng khi mà chúng ta hold đồng coin mới á thì lợi nhuận sẽ tốt hơn là những đồng coin cũ. Tất nhiên sẽ có một số đồng coin cũ nó ích rất là lớn, nhưng mà để mà research ra có đồng đó thì hơi khó. Cũng không hẳn là hơi khó, nhưng mà nếu như mà chơi coin mới thì nó sẽ tỷ lệ lợi nhuận của nó sẽ cao hơn rất là nhiều coin cũ, đại loại nó sẽ như thế, cho nên là chỉ nên hold Bitcoin thôi, còn để đến mùa mới thì sẽ như thế nào thì để chơi tiếp tính sau. Để nói về cái vụ hold coin ấy thì mọi người phải xác định như này này, là mình sẽ chia ra từng mảng. Nhưng mà để mà dẫn dắt người mới vào có câu chuyện đó, thì Bitcoin là top 1, là câu chuyện là xoay quanh Bitcoin. Nhưng mà vì sao mà mình xác định là mỗi thời điểm sẽ chọn được một vài dự án thôi. Vì dự án là altcoin nha. Ví dụ như là một trước kia 2017 là ví dụ như là ADA EOS, xong đến 2021 là Solana Near đồ ấy, thì bọn kia nó có thể đập đi những cái dàn cũ để nó gọi vốn xong nó ý là nó xả xong đấy, xong rồi nó tạo ra một cái game mới, nó nhảy qua ví dụ tạo ra game mới là Solana hay là Near 2021, nó đập Solana đập Near xong rồi qua 2024 2025 thì nó sẽ tạo ra những cái dự án mới để nó đẩy. Tức là như vậy thì nó mới có game để mà xoay vòng như vậy để mà lấy tiền của anh em trong trong cuộc chơi này. Nên là cái lý thuyết game của này là nó sẽ dùng Bitcoin để mà kéo mọi người ở lại thị trường và kéo người mới vào, sau đó nó sẽ tạo ra những cái dự án mới để mà tạo ra những cái game mới. Thì mọi người cứ tập trung những cái dự án mới mà chơi là lợi nhuận nó sẽ cao hơn. Tất nhiên là
anh em sẽ nhìn thấy là những cái chart bây giờ là chia 10, chia 20, chia 100 đi. Thì anh em kỳ vọng là mua bây giờ thì có thể nó sẽ về lại đỉnh. Nó sẽ là x10, x20. Nhưng mà thực ra là mọi người suy nghĩ đi, tại sao mà nó lại bỏ công đi đẩy một cái dự án mà bây giờ nguồn cung trôi nổi cho anh em retail, đẩy lên cho anh em chốt làm gì? Thay vì đó là nó sẽ dùng tiền đó nó đi làm cái dự án mới. Mọi người cứ tư duy như chủ dự án này thì việc gì mà phải đẩy dự án cũ làm gì đó, thì nó sẽ khó và tốn công hơn. Còn tất nhiên là câu chuyện là cũ rồi thì mình sẽ vẽ một câu chuyện mới, nó đơn giản vậy thôi. Nên là đừng có hỏi, đừng hỏi 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 chỉ hold Bitcoin thôi, tin tưởng được Bitcoin ETH thôi. Thấy có khá là nhiều anh em muốn lên lên đây nhưng mà mình không quen ai cả. Chắc không thấy bạn nào quen để mà mời lên, mình chấp nhận là anh em xin like cả. À, dạo này anh em đang phô mô con gu đúng không? Thì mình nói về con gu luôn nha. Con gu là có Binance chống lưng, nhưng mà vấn đề ấy là Đúng nó là coin rồi, sàn, có cả sàn cách, cả đúng sàn đếch. rồi. Nhưng vấn đề của gu là vẫn đang trả vetting của cho dự án nha. Team team đang team vẫn đang trả vetting cho team và trả cho investor. Và hiện tại là ví Binance đang cầm tầm khoảng 30 triệu đô ấy, 30 triệu đô đồng gu mà nó chưa xả. Vì sao mà biết nó tăng không? Tức là Binance đang pump lên để xả cái đợt này ấy, nên là nếu muốn hold ấy thì cứ chờ thời điểm, chờ giá đẹp đá mới hold được. Thì con này coi sàn của Đài Loan đấy, Mua vốn hóa to quá, mua vốn hóa đang 500 triệu đô không chơi được. thì mới nói là đợt này thì nó tăng là để Binance nó xả đó anh ạ, nên là anh em FOMO thì cũng vừa vừa thôi. Đợt này mua bây giờ không có lợi nhuận nữa đâu, nó trade lướt thôi. Hello, xin chào 3.400 anh em. TKO, các ông cứ bắt tôi nhắc vào mấy con mà nó chưa boom mà làm gì cái gì nhỉ? Tôi lại đi phân tích mấy con đó, các ông lại FOMO chạy vào mua xong lại ôm bom nhau thì chết. Phân tích một lần thôi, nếu như muốn xem lại phân tích TKO thì xem lại các cái live trước nhá, bắt đi phân tích lại nó sau rồi bắt đầu lại 3.000 4.000 người sau rồi mai các ông lại re-up lại cái video video xong rồi cả Việt Nam lại FOMO nhau, khổ lắm. Nhắc một lần thôi, phân tích một lần thôi. Anh nghĩ copy trade trên Binance thì sao? Anh nghĩ cái vụ copy trade thì bỏ đi, không không ấy đâu, nó kêu cho chết chung đấy. Đánh volume, tại sao mỗi lần anh chơi đều tính theo volume? Ví dụ như là đa số nếu như mà anh chơi Bitcoin hay Ethereum gì thì anh chỉ có chơi volume 1 triệu đô trở lại thôi. Còn nếu mà chơi Nancoin thì anh volume khoảng tầm 200.000 đô thôi. Còn nếu như mà máu quá nhá, thèm quá ấy, thì anh mới DCA theo kiểu tăng giá hay là ECA theo kiểu giảm giá. Chứ còn đánh to nó kêu chết, không còn một cái nịt đang ô 5.000 USD con xe. Mình cứ nói chuyện mà cứ đô với lại các thứ ấy thì cái TikTok này nó bị hạn chế. Hiện tại đang 3.400 người này toàn anh em trong crypto với cả là đều biết Ryan qua các kênh khác cho nên là vào xem thôi, còn không có kiểu không có người ấy. Mình nói chuyện kiểu đô đô với lại các thứ là bị cái hạn chế like. Chu kỳ tiếp theo em có gì về cái phân tích về chu kỳ tiếp theo không chị, là như thế nào chu kỳ tiếp theo thì View có. của em ấy thì chu kỳ tiếp theo thì 2023 2024 vẫn là thời điểm để canh gom. 2025 2026 là vẫn có thể là bùng nổ trong một cái chu kỳ ngắn hạn. Bởi vì như này này là có thể chu kỳ này nó còn là cái thời gian nó sẽ dài hơn, nhưng thời gian nó sẽ không phải là 4 năm nữa mà là nó có thể đi dài hơn, khoảng là hơn 4 năm, hơn 5 năm gì đó. Câu chuyện là nó vẫn phải xoay quanh chu kỳ, tức là nó phải xoay quanh nền kinh tế nữa, cung tiền rồi các thứ. Bởi vì khi mà mọi người muốn thị trường muốn phát triển á, thì phải có một cái dòng tiền nào mới để đổ vào, thì nó phải phụ thuộc vào nền kinh tế nữa, phụ thuộc vào chính sách tiền tệ lãi suất. Thì đợt này ví dụ như lạm phát nó đã điều chỉnh, ví dụ từ 6.5 về 5 chấm mấy rồi, 5.2, 5.3, thì nó là đang, nhưng mà lạm phát có là cái lạm phát dịch vụ và giá cái xăng dầu vẫn tiếp tục tăng, thì bản chất là chưa giải quyết được bài toán lạm phát, nên là lãi suất vẫn đi ngang trong một cái thời gian dài trên khoảng 5%, thì nó vẫn tiếp tục siết cung tiền và có thể tạo ra một đợt suy thoái trong khoảng 6 tháng đến 1 năm tới nhẹ. Chẳng hạn nếu mà kịch bản em nhất là nhẹ nha, còn kịch bản tồi tệ hơn thì ví dụ như chiến tranh đồ thì mình không nói, là vẫn là cơ hội thôi. Nhưng mà mọi người kiên nhẫn một chút thì sẽ có những cái giá đẹp trong quý 2, quý 3, hoặc là nhầm quý 2 rồi, quý 3, quý 4 trong cuối năm nay đấy, thì nó sẽ có những cái giá đẹp hơn để mà thời điểm tốt để mà mua, tức là thời điểm này mình vẫn chưa phải là tốt đấy.
Còn còn về thị trường crypto thì mình nghĩ sẽ ngày càng phát triển thôi. Bởi vì là khi mà CBDC nó ra thì cái sự có kiểm soát của chính phủ vào người dân không thông qua ngân hàng nữa mà là trực tiếp luôn. Anh em mua bán cái gì là nó tích tức là ví dụ như bây giờ chính phủ muốn bơm tiền nha, là nó phải bơm qua ngân hàng trung ương đến ngân hàng thương mại xong mới đến tay người dân. Nhưng mà không biết là người dân có sử dụng tiền đúng hay không. Thì bây giờ chính phủ vứt luôn bỏ qua ngân hàng luôn. Ví dụ như muốn bắn tiền cho nhân dân thì có thể bắn bắn luôn vào tài khoản của người dân luôn. Sau đó người dân mua xài cái gì nó giám sát được hết. Thì cái điều đó là mất cái quyền tự do đi. Thì có thể là Bitcoin chu kỳ tới có thể được FOMO hơn và nó được xem là tài sản nha. Nó được xem là tài sản kỹ thuật số đối với những người nhà giàu. Họ không muốn bị theo dõi mua bán cái gì và phải nộp thuế các thứ, nó liên quan nhiều thứ. Thì bây giờ những quý lớn họ không đầu tư trực tiếp vào Bitcoin mà họ đang đi mua những cái công ty đầu tư vào Bitcoin như là MicroStrategy, có gì ta, em nhớ là có Bank America, rồi là nói chung là những cái ngân hàng lớn, tổ chức lớn đang gom những cổ phiếu đó. Và cổ phiếu đó thì hiện tại hình như đang tăng x2 à, x2, và giá bit nó tăng hơn cả giá Bitcoin. Tổ chức lớn đã đi gom này nha. Còn còn Bitcoin thì nó có thể mùa sau nó có thể là một cái tài sản được thế giới nó phổ cập nhiều hơn. Đấy, vì khi mà CDBC ra thì nó sẽ thay đổi bộ máy tiền tệ. Thế nên thì vậy, nhưng mà mọi người tham gia thời điểm hiện tại cho đến cái thời điểm mà mọi thứ nó bùng nổ ấy thì là một cơ hội lớn để mà thay đổi vị thế. Có một số bạn mà không hiểu Chí nói gì, đại loại Chí nói là cái chu kỳ này thì có thể là nó thông thường cái chu kỳ của crypto ấy là sẽ 4 đến 5 năm đúng không? Đó là chu kỳ của crypto, nhưng mà đại loại ý của Chí nói thì năm nay thì chu kỳ này thì nó có thể kéo dài hơn 1 2 năm nữa. Nó có thể cao, ví dụ năm trước là 4 5 năm thì năm nay nó có thể là đợt cái chu kỳ tiếp theo này nó có thể là 6 đến 7 năm. Nó có thể dài hơn chu kỳ trước 1 2 năm. Lý do ở đây là suy thoái kinh tế và ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Đấy, nghĩ là nói đơn giản nó sẽ là như thế. Chắc là do câu này mình chưa chuẩn bị trước nên là có thể mọi người hơi khó hiểu một chút. Đấy, còn thực ra là đúng như anh Vương nói, là anh ra nói này thì Và có thể mic nói hơi lan man rè chút. lắm, mic của em rè lắm, em chỉnh lại mic đi, mic hơi rè rè hay là mạng lag gì đấy. Có một số bạn không hiểu Chí nói, với lại ấy là tại vì Chí nói hơi chuyên sâu một tí. Ảnh hưởng thế nào, có một số anh em hỏi là chiến tranh ảnh hưởng như thế nào đến crypto. Nếu như mà để mà bây giờ mà nói nhá thì cũng chỉ là dự đoán thôi, mà dự đoán thì thằng nào cũng dự đoán được, Ryan cũng có thể dự đoán, và các bạn ở đây cũng có thể dự đoán được. Cái việc dự đoán nó kiểu như là 50-50 tung xác suất thôi. Cho nên là đừng, mình cũng thật ra thì mình cũng ngại dự đoán lắm, anh em hỏi lắm thì mình nói thôi, mình cũng ngại dự đoán. Còn muốn biết như thế nào ấy, chúng ta muốn biết phản ứng của thị trường như thế nào thì phải theo dõi sát thị trường, và đến cái thời điểm đó xem phản ứng của thị trường như thế nào ra sao thì bắt đầu chúng ta mới đưa ra cái phương án của mình. Nhưng mà điều đầu tiên phải làm đó là phải chuẩn bị hai cái phương án trước. Ví dụ phản ứng của chiến tranh nếu như mà đến crypto ấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến Bitcoin thì nó sẽ như thế nào? Nó sẽ có hai cái chiều hướng, một là chiều hướng tăng, tăng thì chúng ta sẽ làm gì? Ví dụ mình lấy ví dụ thôi nha. Nếu phương án của mình nếu như Bitcoin tăng ấy, mình không kịp mua Bitcoin ấy, nếu mà chiến tranh xảy ra, mình sẽ chọn những cái đồng top coin mà chưa tăng để mình mua, mình FOMO vào để mình gia tăng cái tài sản của mình, ok? Còn trong cái trường hợp mà nó giảm ấy thì dễ quá rồi, mình giảm mình đang không ôm gì đúng không? Thì mình đứng ngoài, mình quan sát, mình không vội mua, đến cái giá mà chấp nhận mua được, phù hợp mua được, nếu mà nó giảm nha thì chúng ta mua. Đấy, thì nó sẽ có hai cái trường hợp nó xảy ra, khi mà nó đi theo cái hướng nào thì chúng ta có thể xử lý. Mình giải thích như thế có dễ dễ hiểu không? Và mọi người nghe thấy như thế nào? Ok. Về cái vấn đề vĩ mô ấy, nói chung anh em cũng đừng tìm hiểu sâu quá, tìm hiểu sâu là tốt, nhưng mà cũng không cần phải đi sâu quá, vì cái thị trường crypto này nó không đi đúng, nó không giống với lại những cái gì mà anh em suy nghĩ theo vĩ mô các thứ đâu. Nó chỉ là một phần thôi, nó đúng nhưng mà về ngắn hạn nói chung trong crypto nó lộn xộn lắm, về dài hạn thì chuẩn nhưng mà ngắn hạn thì crypto nó lộn xộn lắm. Anh Ryan nói chuẩn đấy, tại vì ra ví dụ như là tại vì sao mà ví dụ trong downtrend thì mình vẫn phân tích những kèo như là energy hay là một vài kèo như là mã hay gu cho mọi người tham khảo, bởi vì sao cơ hội không bao giờ thiếu nha.
ví dụ như là ARB sẽ list những coin mới á, tức là mình phụ thuộc vào cách đầu tư của mình, phương pháp đầu tư của mình, có sóng là mình sẽ đầu tư, và mình có thể chỉ là yếu tố vĩ mô và thời điểm thị trường nó chỉ là một phần thôi, còn chủ yếu là cái kiến thức mình trong crypto càng sâu á thì mình càng có thể kiếm được nhiều lợi nhuận. Ít người, tức là ít, thị trường vẫn còn nhỏ và ít người bị hiểu và ít người biết thì lợi nhuận nó càng lớn đấy, kiểu như thế. Ông nói chậm thôi, nói nhanh quá, nói như 2x không thể nghe được. Liệu biết đáy, liệu Bitcoin còn test đáy lại lần nào nữa không? Lịch sử đã từng xảy ra không ạ sếp? Theo quan điểm cá nhân của mình thì mình chưa mua được Bitcoin, cho nên là mình nghĩ là Bitcoin sẽ không test đáy, đó là mình nghĩ thôi. Nó test hay không là ai biết được. Thiên thời địa lợi, cứ thiên thời địa lợi, cứ đợi thôi. Đợi xem thị trường như thế nào xong rồi mình lại biến hóa. Không chơi Bitcoin thì mình chơi đồng khác chả sao à. Ok, có Phạm Ninh xin lên mời này. Cho Phạm Ninh lên này. Phạm Ninh ở đâu rồi? Phạm Ninh nhảy đâu, nhảy đâu mất tiêu rồi. Phạm Ninh là một KOL đang nằm trong team của HC Capital, đang là một KOL khá lớn của Việt Nam rồi. Đi Google này là fake hay là real đây? Đây Phạm Ninh đây, cho em Phạm Ninh lên nhá. Em chào anh. Em chào Hello em, mic của em bị rè, đang ở ngoài hả? anh. Dạ, đúng rồi, anh đang ngồi. Hả? Em đang ngồi ở ngoài, anh em nghe, anh nghe nói chưa? Nghe nó rồi nhưng mà ồn lắm. Ok rồi, hơi ồn, hơi ồn. Ừ, thôi, cho để em xuống, tại vì em đang ngồi ở ngoài. Rồi. Em đang ngồi ở ngoài hả? Em xuống rồi. Đấy, thế ổn lắm thì em xuống đi nhé. Đúng rồi, em đang ngồi, đúng rồi. Ok thôi, bây giờ để mình sẽ chia sẻ nốt, mình sẽ kèm gió với anh em, tâm sự với anh em nốt tầm 10-15 phút nữa thì mình sẽ xuống live, sẽ nghỉ. Cảm ơn em Chí đã chia sẻ cho anh em nhé. Anh em mình tâm sự 10-15 phút nữa chắc là mình sẽ nghỉ thôi. Hôm nay nói 1 tiếng rồi, nay nói hơn 1 tiếng rồi, nói từ 8 giờ đến bây giờ là 1 tiếng rồi. Lenin thì rần quen không? Mình cũng biết quen. Xưa tính đấm nhau với Lenin mấy lần. Ngày xưa mình có cái quán nhậu ở chỗ ngày xưa mình có cái quán nhậu, mình có cái quán nhậu của mình ở Sên Khè ấy, Sên Khè ở Gò Vấp. Lenin kêu người lên đòi xử mình trên cái Sên Khè chỗ Gò Vấp ấy. Ngày xưa mình với Lenin chửi nhau mà. À, thành chửi nhau. Là chưa quen. Mình với Lenin hay chửi nhau vụ gì ấy mà mình không biết. Mình quên mẹ rồi. Thế bảo gọi mình chửi Lenin, Lenin không chửi mình. Còn đó mình làm gì ấy, quên mất rồi. Thế là mình với lại Lenin chửi nhau. Để mình kể cho, chuyện này có thật. Và các bạn cứ hỏi lại Lenin mà xem. Mình với lại Lenin chửi nhau đợt chả nhớ 2018 hay 2019 gì ấy. Thế là Lenin gọi điện cho mình bảo mày thích gì, mày muốn gì. Đợt đó mình vừa khai trương cái Sên Khè xong. Thế là Lenin bảo là mày có tin tao cho người lên cho người lên đứng trước quán Sên Khè của mày xúc mày không? Thế mình mới nói là anh cho người lên đây. Nó không phải anh đâu. Nó gì mày á, mày cho người lên đây. Tao đang đợi ở trên này. Đấy, thế là từ đó mình với lại Lenin, mình với lại Lenin quen nhau. Ngày xưa trẻ trâu thôi các bạn ạ. À. Ngày xưa trẻ trâu thôi. Còn anh còn ngày xưa mình, anh mọi người biết ngày xưa mấy thời trẻ trâu mình như thế nào không? Mình những ông nào mà trây mà có tiếng ở Việt Nam nha. Trây ông nào, những ông nào mà có tiếng ở Việt Nam là mình đi thách đấu hết. Zander này, Hoàng Linh này, các thứ là mình thách đấu hết. Mình biết mà, mình thấy ông nào giỏi là mình đi thách đấu xem solo. Xem đợt đó trẻ trâu kiểu háo thắng ấy, lại ngông cuồng. Đợt đó mình cũng chơi cũng khá, mình ăn được cũng nhiều cho nên là mình hơi ngông cuồng, rất là ngông cuồng nhá. Đi thách đấu solo chơi các thứ. Bây giờ bài bot của mình vẫn hiện đang còn ở Facebook, mình tang thẳng luôn, mình tang thẳng hết mấy ông mà giỏi giỏi vào luôn, mình nói thật. Có bằng chứng cụ thể, các bạn nếu không tin thì có thể vào Facebook của mình để xem. Vẫn còn bài bot đó kéo xuống cỡ năm 19 hay sao, 2019 sao. Đi thách đấu hết tất cả những ông nào mà giỏi nhất Việt Nam. Đúng rồi, thách đấu future với lại trade Bitcoin đấy. Trẻ trâu thôi.
Bây giờ ai mà thách đấu mình chịu thua liền, mình không còn dám mà thách đấu các thứ nữa đâu, chịu. Ryan ở đâu? Nghệ An. Mình ở thị trấn Yên Thành, mình ở Yên Thành nhá. Bạn giống mình ấy, mình bây giờ ngày nào chủ nợ ngày nào cũng gọi cho mình. Lâu lâu mình phải đeo cái Rolex này, mình phải đeo Rolex, với lại mình phải mặc đồ hiệu cho chủ nợ, cho chủ nợ nó yên tâm. Rồi lên like nữa, kiểu các thứ ấy, mình phải thể hiện mình là người có tiền để cho chủ nợ yên tâm. Chứ còn bây giờ mà cứ không lâu lâu mà không lên like là chủ nợ gọi điện quan tâm ngay, bảo em dạo này thế nào, sao không thấy đâu, không thấy lên like tí nào cả. Thật ra lần lên đây like là bị ép thôi, nói thật mình bị ép tín hiệu SOS. Mọi người nhá, cho mấy cái mà hào nhoáng bên ngoài xe cộ các thứ mọi người đừng có tin nhá. Mình lên like mình này kia là để cho chủ nợ yên tâm thôi, thật ra không có gì đâu. Áo này thương hiệu nào á? Áo này của Luôn Vui Tươi, áo của Luôn Vui, luôn luôn vui tươi. Lenin nhiều tuổi rồi, Lenin 40 tuổi rồi. Lenin 40 tuổi rồi, đợt rồi Lenin cũng Nghệ An luôn. Em muốn biết Lenin là ai ngoài đời thật không? Anh có biết Lão Hạc không? Không. Mình Lão Hạc là thằng nào mình chẳng biết. Mình chỉ biết rau muống luộc thôi. Nếu mà anh em muốn biết rau muống luộc là ai ấy, thì mình có thể nói cho anh em biết rau muống luộc là ai. Lão Hạc thằng nào mình cũng biết. Em cũng Yên Thành gần tiệm vàng Như Trịnh này anh. Thằng rau muống luộc này mình cày nó lâu lắm rồi. Thầy cứ đòi thách đấu solo solo với mình hoài à. Câu nó cứ hỏi tôi có biết ông này ông kia thôi, làm sao mà biết được. Ship bỏ phu trời chưa? Mình chưa bao giờ bỏ. Tại vì mình kiếm được tiền từ phu trời thì làm sao mình phải bỏ. Mình mất quá nhiều rồi, cho nên là bây giờ mình đúc rút được nhiều kinh nghiệm. Mình nhá, cá nhân mình kiếm được tiền nhiều tiền từ phu trời, còn các bạn thì không chắc. Tại vì sao? Tại vì các bạn chưa trải qua nhiều mất mát giống như mình. Cho nên là lời khuyên của mình dành cho các bạn là bỏ phiêu trời đi mà làm người. Những bạn nào chưa chơi thì tốt nhất đừng dính vào phiêu trời. Còn những bạn nào đang chơi rồi thì lời khuyên là bỏ đi mà làm người. Tại vì không phải ai cũng giống như mình. Không phải ai cũng thất bại xong rồi đứng dậy được đâu. Thất bại liệt luôn đấy. G63 có dưới hầm không? Không bạn nhé. G63 đó là mình đi thuê nhá. Lenin có hói thật không Ren? Thật nhá. Ở ngoài đời Lenin bị hói thật. Rau muống luộc là khứa nào á? Rau muống luộc cũng là một KOL crypto đấy, cũng là một dân play đấy, không đùa đâu. Anh em có thể ấn TikTok rau muống luộc, có hai rau muống luộc mà, thằng rau muống luộc mà chuyên đi sâu lệnh future ấy, lâu rồi không thấy lên video. Chắc từ khi thấy Ren comeback, nên là rau muống luộc về ở ẩn luôn rồi. Hôm nào up video va chạm vật lý với Lenin đi. Có bao giờ va chạm vật lý với Lenin đâu, ngày xưa chỉ mõm thôi, ngày xưa mõm như chưa va chạm. Sau rồi anh em làm quen với nhau thì thôi. Tầm này anh đánh nhau đó bạn, sao lại là rau muống loạn luộc? Tại vì nhá, cái tuổi thơ của mình thì nó rất là, nói chung tuổi thơ của mình thì nó rất là khổ. Không phải là nhà mình khổ, nhưng mà kiểu ngày xưa ấy, mình ở với lại là ông bà nội của mình. Nhưng mà ông bà nội của mình lại thích ăn rau muống luộc. Một tuần 7 ngày á, là bà của mình bao giờ cũng luộc rau muống. Cứ trưa nào, cứ giờ trưa là mình nhớ là có một đĩa rau muống luộc. Cứ như thế qua năm này qua năm khác. Hôm thì luộc, hôm thì xào rau muống ấy. Cho nên là mình bị ám ảnh bởi rau muống luộc. Từ đó là có cái tên rau muống luộc. Anh nói thật đi, G63 thuê hay là mua? Anh nói thật luôn, G63 đó không phải của anh mà anh thuê, thấy chưa? Anh nói thật cho anh nói rồi, bây giờ hầm hầm dưới hầm thì đầy đầy ông, đầy ông có G63. Thuê mấy con Lampo đi anh, thích thì anh thuê thôi. Anh có định mua con xe nào nữa không? Anh nếu như mà trong tương lai anh trả hết nợ, anh còn nợ nhiều, tương lai anh trả hết nợ thì anh sẽ mua xe. Ngưỡng mộ anh quá. Trời. Không biết em ngưỡng mộ anh về cái điều gì, nhưng mà hiện tại anh đang nợ nần nhiều lắm, nên là nếu mà em muốn ngưỡng mộ em muốn
Em muốn giống như anh ấy thì anh có thể truyền lại cái sự ngưỡng mộ này cho em. Lên đi nào. Để mời anh lên đi, để em mời anh xin tham gia đi. Để em mời lên. Lên đi này, lên đi Google này. Anh mời lại đi, anh xin lại đi. Đâu rồi? Vừa đây mình mời lên đi, lên để cho anh em có thể muốn hỏi gì thì hỏi nhá. Mời nhầm rồi. Hello, sorry bạn, mình mời nhầm, mình đang mời Lenin. Rồi, đây. Chuẩn đi hỏi không? Chuẩn hàng riêu không? Để... đi. Cái gì đây? Não này. Anh nghe đó Có không? Đây, anh em nghe giọng Lenin là biết ở đâu chưa? Anh đang ngồi đường à? đang lái xe Đang lái xe á? Anh giờ cho chú xem gái gái mà viên gì à? Diễn viên gì? Emi Fukada người Nghệ An. Dân dinh rồi, đứa anh em rồi. Anh em muốn mình public Facebook của anh Lenin Facebook Xóa lâu rồi. không? Xóa để em public cái Facebook của anh nhá. Thôi tôi xin mày đấy. Tha Lenin tha cho anh yên ổn vất. ở Nghệ An anh em ạ. Một đống nữa comment. Lenin là Trương á? Trương nào nhỉ? Mình không biết là Trương nào. Nhưng mà Lenin là người Nghệ An anh em ạ. Ở trong nhân tài của thiên tài của các thiên tài, nói về Lenin là nói về một cái thiên tài. Anh em đã biết lịch sử chưa? Anh em đã học triết Mác Lênin chưa? Mà thôi anh té rồi đang lái xe nhá. Hôm sau vậy nhá. Bye bye anh em nhá. 21 giờ 26 rồi. Chắc ngồi chém gió với anh em 5 phút nữa mình ợp nhá. Nay nói nhiều quá, tốn calo. Nin Nin ở ngoài Nin trên mạng hay chửi thôi, ở ngoài không chửi đâu. Ngoài nói chuyện văn minh, là ngoài nói chuyện là ấy lắm. Ngoài nói chuyện ok lắm. Trên mạng ấy mõm thế thôi, ngoài đời hiền lắm. Xin chào anh em Nghệ An nhá. Nói chung KOL mấy KOL của crypto ấy, KOL của crypto toàn người Nghệ An nhiều. Mấy xe Rian đi đi là thuê của tao, còn tao sale 20% vì Rian với tao là người trong ngành đúng không Rian? Mày nói phét, tao thuê xe của mày bao giờ? Em cũng người Nghệ An sao mà gãy thế anh? Nói chung là thật ra thì em đang thấy anh của hiện tại là em đang thấy kết quả của anh, em đang thấy cái kết quả của anh sau nhiều năm thôi. Còn em không thấy chắc là em cũng nghe hành trình của anh rồi đúng không? Nói chung anh cũng thất bại cực kỳ nhiều. Và anh có một cái anh khác người bình thường, còn anh kiên trì, anh kiên trì và anh nói chung anh cố gắng rất là nhiều và anh kiên trì rất là lâu. Thất bại thì anh làm lại, chứ còn để mà nói thì để mà nói ấy, thất bại thì ai chả thất bại. Ok, hiện tại bây giờ là 21 giờ 30, quá 30 phút rồi. Thì, có lẽ là Ryan sẽ kết thúc cái live này ở đây. Bye bye, chào mọi người nhé, chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ.